Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Quý vị thân mến, mời quý vị nghe 6 câu nói được cổ nhân truyền dạy, đáng suy ngẫm và học hỏi để cuộc đời tránh gập ghềnh. Muốn cuộc đời bớt khó khăn, đau khổ, bạn nên khắc cốt ghi tâm những lời sau. 1. Đóng cọc trước rồi mới buộc lừa, quăng ổ trước rồi câu cá. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể bạn nói hay làm gì, bạn cũng cần chuẩn bị trước. Chỉ khi bạn chuẩn bị ở một mức độ nhất định, bạn mới không xấu hổ bởi sự thiếu hiểu biết. Khi chuẩn bị kế hoạch rồi hành động và biết dừng đúng lúc mới thu lại được hiệu quả cao. Câu nói này cũng thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng của một người. Khả năng này sẽ giúp bạn suy xét hậu quả lâu dài trước các quyết định của mình, ngay cả trong việc cân nhắc từng lời nói, hành động, suy nghĩ. Nhận thức này cần thiết trong suốt cả quãng đời tồn tại của một người. 2. Quen biết khắp thiên hạ, tri âm được mấy người. Bạn kết giao với rất nhiều người, nhưng người thực sự có thể giúp bạn được bao nhiêu? Dẫu bạn quen biết nhường nào, khi bạn gặp khó khăn, hỏi có bao nhiêu người vẫn chân thành đối đãi bạn như trước. Ngày ngày tụ tập, chén chú chén anh, tình cảm dạt dào cùng bao lời vàng ý ngọc. Khi gặp chuyện bất hạnh, ngoảnh mặt chẳng thấy ai, bạn trở nên trơ trọi, cô đơn. Lúc ấy bạn mới biết được lòng người. Vậy nên kết bạn chỉ cần coi trọng chất lượng, chớ tìm số lượng. Kéo xe chất đầy củ đậu chẳng bằng trong túi một viên dạ minh châu. Người đàn ông chỉ khi nghèo khổ, cùng cực một lần mới biết người phụ nữ nào mới là người mình yêu thương nhất. Bầu bạn không phải vì có tiền nên mới theo đuổi, ở bên. Trân quý không phải vì xinh đẹp mới quan tâm chăm sóc. Cuối cùng, thời gian để lại cho chúng ta không phải là của cải, tiền bạc cũng không phải xinh đẹp, trẻ trung mà là chân thành. Bên nhau lâu ngày chưa chắc đã nảy sinh tình cảm, thế nên nhất định phải nhìn rõ lòng người. Người chân thành mới có bạn bè chân thành. Người chân tâm mới thu hút người chân tâm. Chỉ có chân tình mới đổi được chân tình. 3. Quả dưa không tròn, người không hoàn hảo. Không ai là hoàn hảo và ai cũng có khuyết điểm. Vì vậy, bạn nên nghiêm khắc kỷ luật bản thân và khoan dung với người khác khi làm việc gì đó. Đừng sợ hãi trước những thứ mới mẻ, khó khăn mà bản thân không thực hiện được. Ai cũng có khuyết điểm. Người thành công là người biết sử dụng nó làm bàn đạp cho một tương lai tươi sáng. Đã bao lần bạn cố gắng đổ lỗi cho tất cả mọi người về những khiếm khuyết của bản thân, trong khi thực tế bạn không đủ can đảm để đối mặt. Để hoàn thành mục tiêu, không cần thiết bạn phải cố gắng bằng mọi cách để hơn người. Tất cả những gì chúng ta cần làm là làm chủ bản thân, làm việc hết mình và hoàn thiện bản thân bằng cách khắc phục những điểm yếu. 4. Một chai nước im lặng, nhưng nửa chai nước đang lắc lư. Đây là những gì chúng ta thường nói chuông leng keng, nước đầy một nửa. Một người khiêm tốn sẽ nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ người khác. Quan trọng hơn, chỉ bằng thái độ khiêm tốn, con người mới có thể trưởng thành và tiến bộ, mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân. Đừng cho rằng mình là nhất bởi núi cao còn có núi cao hơn. Khiêm tốn sẽ giúp ta nhìn nhận bản thân đúng đắn, ý thức được nhân vô thập toàn, không ảo tưởng để bị cuốn theo những tham vọng cá nhân. Chính vì vậy mà khiêm tốn là phương thức tốt nhất giúp ta tránh xa thói kiêu căng, tự mãn. Sống nên biết khiêm tốn, tôn trọng người khác, biết cư xử cởi mở, hòa đồng,
thân thiện. Biết nâng cao giá trị của chính mình đúng mức thì mới thành công, được mọi người coi trọng, khi gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ. 5. Không xuống nước, cả một đời sẽ không biết bơi. Không dương buồn, cả đời sẽ không biết cầm lái. Không lo liệu việc nhà, không biết được gạo củi đắt đỏ. Không nuôi con, không biết được công ơn của cha mẹ. Không sờ ào đáy nồi, tay không đen. Không cầm chai dầu, tay không nhớt. Nước rút, ở lâu mới hiểu được lòng người. Người rèn sắt phải tự mình giữ lấy kìm, người trồng trọt cần phải tự mình xuống ruộng. Đốn củi phải hỏi tiều phu, chèo thuyền hãy hỏi người lái đò. Tóm lại, dù làm việc gì cũng đều cần phải coi trọng phương pháp, coi trọng thời cơ, càng cần phải chính tay mình làm. Đây là một loại trí tuệ của thành công đời người. 6. Thước gỗ tuy ngắn nhưng có thể đo được nghìn trượng. Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh. Người không có chí bị núi đè đầu, người có chí còn dời được cả núi. Thấy kẻ mạnh không sợ hãi, gặp kẻ yếu không bắt nạt. Người ta sau khi trải qua một lần thất bại thì nên bừng tỉnh, cũng vì thế mà nhận thức lại chính mình, có thể bền bỉ, kiên cường hơn. Không kể là bạn đang gặp phải hoạn nạn, thử thách nào, đừng mãi oán trách ông trời bất công, chớ cứ trách người bất nghĩa. Những lời than vãn đó chỉ khiến bạn ngã quỵ không dậy nổi. Quý vị vẫn đang nghe và xem video trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời quý vị xem tiếp nội dung và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn nữa quý vị nhé. Ở phần tiếp theo, kênh Sức Khỏe Cổ Xưa mời mọi người nghe chuyện ngắn tình người. Cả khu phố, ai cũng sầm sì vụ con ông Hà cá độ bóng đá, thua đâu 15 tỷ. Giờ ông phải bán nhà, bán đất để trả nợ cho con. Vậy là xem như 20 mét ngang đất của ông bà để lại, không còn gì. May mắn thay mảnh đất bé xíu cuối góc vườn của chú út em ông Hà vẫn còn nguyên, và bây giờ trở thành nơi thờ tự tổ tiên ông bà. Ở thị xã Đồng Xoài này, ai cũng biết gia đình ông Hà bể thế, đất đai vô cùng tận. Thời mới giải phóng Sài Gòn năm 75, Đồng Xoài chỉ là nơi hoang dã, rừng rú, đất rộng người thưa. Ba ông Hà khai thác được khoảng 3 hecta trồng cây ăn trái, lúa, khoai. Lúc đó, ông Hà là một chàng thanh niên chưa vợ, phụ cha làm lụng ruộng vườn để sinh sống và nuôi cả đàn em 5 đứa đi học. Ông chỉ mới học hết lớp 9, Đồng Xoài không có trường cấp 3, nên bỏ dở việc học rồi xin vô cơ quan. Ông được đi học lớp này, đến lớp khác, cuối cùng cũng có tấm bằng đại học tại chức và làm đến chức phó giám đốc ngân hàng. Ba ông Hà đất đai nhiều nhưng các con chỉ ăn học, lại thêm phần mẹ của ông bệnh, nhiều trận thập tử nhất sinh. Không có người làm nên đã bán dần đất để nuôi con ăn học và chữa bệnh cho mẹ ông. Sau này, chỉ còn 20 mét ngang đất, dài 100 mét. Bốn cô em gái lần lượt đi lấy chồng xa, mẹ của ông cũng qua đời. Ông Hà cưới vợ về, cùng phụng dưỡng cha già. Ông Hà chỉ có một người em trai út, duy nhất đi nghĩa vụ qua Campuchia. Nhận được báo tử, cả nhà buồn rầu bao năm. Đến năm tái lập tỉnh Bình Phước, ba ông Hà mất ở tuổi 80, so ra bây giờ là quá thọ. Vậy là bao nhiêu đất đai, nhà cửa ông Hà sở hữu. Sau nhiều năm làm ăn tích lũy, ông đã xây được một biệt thự ngang 10 mét, xung quanh xây tường cao. Đồng Xoài từ một thị trấn bé nhỏ, giờ đã trở thành tỉnh lỵ, đất đai bỗng lên giá đến chóng mặt, phát sốt. Nhiều người phất lên nhờ mua bán đất. Bao nhà nghèo xác xơ nhờ được bồi thường đất,
cuộc sống đột nhiên thay đổi. Những khu đất hoang vu giờ là khu tái định cư sạch, đẹp. Các con đường đất đỏ mưa lầy, nắng bụi nay thành đường nhựa rộng rãi phẳng lì. Đồng xoài cứ như một cô gái dậy thì gầy guộc, đen nhẻm bỗng trắng trẻo, nõn nà, phồng phào. Ai đi xa đồng xoài vài năm mới về, khó nhận ra. Ừ mà đúng như vậy. Chú Út, em ông Hà bỗng lù lù trở về. Đứng trước ngôi biệt thự, chú Út chưa dám bấm chuông. Sau phút giây phân vân, ngần ngại, xen lẫn niềm vui khó tả, chú đưa tay nhấn. Một người phụ nữ chạc hơn 50 tuổi trông có vẻ sang trọng, quý phái bước ra mở cửa. Dạ, chị cho hỏi đây có phải nhà của anh Hà không ạ? Chú Út rụt rè hỏi. Vâng, chú là ai? Hỏi anh Hà có việc gì? Tôi là vợ của ảnh đây. Trời, chị hai hả? Em là Út Tân nè. Chú Út còn sống à? Sao nhà lại nhận giấy báo tử? Vậy bao năm qua chú đi đâu không về? Vợ ông Hà ngạc nhiên hỏi liên tục. Dạ chuyện dài lắm rồi em kể sau vậy. Thôi chú vô nhà đi. Vợ ông Hà nói với vẻ vừa mừng, vừa lo. Cuộc sống của gia đình ông Hà đang yên bình, bỗng như có sự xáo trộn bởi sự hiện diện đột ngột của chú Út. Ông Hà vui không thể tả, nhưng tình hình có vẻ căng như dây đàn. Ngay sau một tuần chú Út đưa vợ về. Cha mất rồi, ông là anh hai, phải lo cuộc sống cho em chứ. Mà ngó bộ vợ ông Hà còn lo lắng ra mặt, phải cắt bớt mấy mét đất cho chú ấy sao? Giá đất bây giờ cũng hơn tỷ trên mét, chứ ít đâu. Rõ đời, tình thâm là tình thâm, nhưng đồng tiền luôn che khuất, làm mờ lý trí con người biết nói sao. Vậy không lẽ để vợ chồng chú ấy ở chung? Đắn đo mãi, ông Hà nói. Em nè, có lẽ mình phải cắt bớt 5 mét đất cho chú Út. Cái gì? Chưa nghe hết câu, vợ ông Hà đã phản ứng ngay. Ông nghĩ sao vậy? Mỗi bên nhà mình chỉ còn 5 mét đất, sau này để cho thằng Thắng và con Thủy. Đất ở khu này hơn cả tỷ 1 mét, tôi không thể nào đồng ý. Ông Hà nghe vợ phản ứng đâm nghĩ ngợi, có vẻ xót xa. Em nói sao hay vậy? Đáng lý ra mảnh đất này phải chia đôi, phần chú Út cũng như mình. Này, anh chỉ cắt cho chú ấy có 5 mét, em không đồng ý là thế nào? Vậy ông chia cho chú ấy 10 mét luôn cho công bằng, hỏi tôi làm gì? Vợ ông Hà lấy ra mặt. Tình hình gay rồi đây. Ông Hà đành xoa dịu. Làm việc gì vợ chồng cũng phải đồng thuận chứ, anh mà quyết cần hỏi ý em không? Vợ ông Hà vẫn chưa hết giận. Thôi tùy ông. Kẻo mai này đổ thừa chị dâu độc tài, nhưng ông muốn cắt bớt chỗ nào cũng được, phần đất mặt tiền nhất định tôi không đồng ý. Xem ra vợ ông Hà thể hiện quan điểm quá rõ, song vẫn còn một lối mở. Ông Hà có vẻ chua xót, ngậm ngùi. Thật là lòng dạ đàn bà, chỉ biết nghĩ đến mình, đến con mình khóc, con ai khát sữa mặc. Em trai mình bao năm xa nhà, đi nghĩa vụ bên Campuchia, biết bao gian khổ, sống chết không hẹn ngày về. Bao bà mẹ khóc hết nước mắt khi con ra đi, và cũng không còn nước mắt để khóc khi nhận giấy báo tử con mình. Những năm tháng đó đã qua rồi, song không ai không nhớ về điều này. Mình không thể quên được cái ngày nhận giấy báo tử, ba mình ngất luôn. Dẫu biết chiến tranh, người ra đi chẳng hẹn ngày về, mà sao vẫn chua xót quá. Nhà có hai con trai, vậy là từ nay bổn phận của mình đối với ba nhiều hơn. Ba càng tiểu tụy xanh xao, bỏ ăn, buồn nhớ thương con. Ba đã đột ngột ra đi trong cơn tai biến không kịp trăng chối điều gì. Ngày hôm đó mưa bão cả ngày, như trút hết nỗi sầu nhớ thương chú Út của ba. Này chú Út trở về, nơi chín suối chắc ba vui lắm.
linh hồn ba phần nào được an ủi. Mình phải có trách nhiệm với chú ấy chứ. Chú ấy đã hy sinh tuổi xuân của mình ở chiến trường và hậu quả của chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Nhưng ngặt nỗi vợ con thế này. Sau nhiều đêm trằn trọc suy tư, cân đong, đo đếm, ông Hà quyết định cắt một phần đất cuối vườn cho chú Út với diện tích vừa xây ngôi nhà nhỏ. Xem ra gia sản của ông 2.000 mét vuông, cắt nhiều đó cũng là. Chú Út không phàn nàn câu nào mà còn rất vui, là đằng khác. Với chú như vậy là quá đủ, vì chú đã từng chết đi, sống lại thì vật chất có nghĩa lý gì? Chú Út học xong cấp 3, đang chờ kết quả thi vào đại học. Chú có giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, thế mà thấy thằng bạn cùng lớp chúng tuyển nghĩa vụ, chú tình nguyện đi luôn. Cả xóm đến liên hoan chia tay vui vẻ. Chỉ có Út Thắm ở xóm trên buồn lắm nhưng cố gượng cười, lén tặng chú Út chiếc khăn tay, sợ mấy đứa bạn thấy. Cả nhà và bạn bè đều có mặt đông đủ trong buổi lễ giao quân. Chú được tuyển quân về thao trường của đơn vị bộ binh đóng quân ở Đồng Nai. Sau 6 tháng quân trường, từ một cậu học trò mới hết cấp 3 còn non nớt, đã trở thành một quân nhân, trông mặn mà dám nắng thao trường. Chú được về phép thăm nhà trước khi đi Campuchia. Nhưng những ngày ở nhà, chú không hề nói nửa câu. Chú sợ mọi người lo lắng và cũng không muốn ai đưa tiễn mình. Điều tệ hơn, chú sợ những giọt nước mắt chia tay sẽ làm yếu lòng chí khí nam nhi. Chú trở về đơn vị được 2 hôm là theo đoàn quân sang Campuchia. Lần đầu tiên chú Út được đón cái Tết cổ truyền của Campuchia. Chú được biết rượu thốt nốt với hương vị thơm lừng, nó không gắt, nồng cay như rượu gạo. Tận mắt xem điệu múa Apsara của Vương quốc Campuchia, một điệu múa chú vô cùng thích, nên chú đã vẽ hình cô gái Apsara trong quyển sổ nhạc chép tay mà chú tặng Út Thắm trước khi nhập ngũ. Và cũng lần đầu tiên chú biết thế nào là tục lệ té nước. Mặc dù Tết thật vui, nhưng chiều đó chú Út không dám bước chân ra đường đến chúc Tết nhà dân, vì cả ba bộ quần áo lính đã ướt sạch. Nhớ hồi sáng chú vừa bước ra khỏi đơn vị đã bị hai cô gái Campuchia té nước ướt sũng. Chú không hiểu sao người Campuchia lại có một nghi lễ chúc Tết thân tình bằng màng té nước độc đáo. Họ quan niệm ai ướt nhiều là may mắn, hạnh phúc. Chiến dịch Tây Nam mùa khô năm 1985 kết thúc thắng lợi đã qua đi. Nhân dân Campuchia vui mừng hồi sinh vì thoát khỏi sự diệt chủng tàn bạo của bọn Khmer Đỏ. Song quân tình nguyện Việt Nam chưa thể rút quân hoàn toàn về nước, bởi phe đối lập được sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc và Mỹ vẫn nương náu âm thầm chống phá nhà nước Campuchia. Trong một trận phục kích của bọn tàn quân Khmer Đỏ vào một đêm tháng 8 năm 1987, đơn vị bộ binh của chú Út tác chiến kịp thời, truy nã bọn chúng. Chú Út bị trúng đạn vào đầu, chú ngã xuống, cố lết, rồi thì tối sầm. Trận phục kích diễn ra ác liệt chóng vánh. Khi bọn địch càn rút đi, cả chiến trường tan hoang, vài đồng đội đã hy sinh. Đơn vị tìm mãi không thấy xác chú. Khi chú Út tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng của bệnh viện. Một cô gái ngồi bên cạnh, có nước da ngăm, tóc xoăn, đặc biệt đôi mắt tròn to và sáng, vui mừng thốt lên: "Bộ đội tỉnh rồi." "Cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?" Chú Út ngạc nhiên hỏi. "Anh không nhớ những gì đã xảy ra à?" Cô gái dò xét. "Tôi chỉ thấy đầu mình ê ẩm và trống rỗng." Cô gái lấy khăn thấm mồ hôi trên trán chú Út rồi từ từ kể. "Ba tôi lên rừng hái cây thuốc thì thấy anh nằm ở bìa rừng, sau đó đưa vào bệnh viện, nhờ bác sĩ cứu chữa. Hơn 2 tuần rồi anh mới tỉnh dậy." "Thì ra là vậy, nhưng xem bộ chú Út không nhớ được gì cả."
chú út xuất viện, gia đình cô gái đưa về nhà chăm sóc. Một năm qua đi, chú cũng không nhớ được mình là ai, chiến đấu ở đơn vị nào. Sau nhiều năm, chú và cô gái nên duyên chồng vợ. Gia đình cô gái này sinh sống ở Campuchia từ năm 70. Ba mẹ cô hiền lành, mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, còn ba là thầy thuốc. Ở vùng này ai cũng quý mến. Ông không chỉ vì sự hiền từ, mà còn vì tay nghề bốc thuốc chữa bệnh giỏi. Cô là con một, ở nhà phụ mẹ buôn bán. Nhà đơn chiếc nay có chàng rể, cuộc sống thêm vui vẻ. Buổi tối, họ thường quây quần bên mâm cơm dưới ánh đèn chan hòa, vừa xem chương trình thời sự. Tối nay, có một tin tức nói về vụ tai nạn giao thông ở Đồng Xoài, Bình Phước. Cái từ Đồng Xoài chú út nghe như có vẻ rất quen. Chú cứ bần thần cố nhớ ra điều gì. Khi mất trí nhớ, thì vẫn còn một điểm nào đó trong tiềm thức làm cho người ta nhớ lại. Chú út cũng không ngoại trừ. Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, không ngủ được nhưng chú út vẫn chưa nhớ ra. Cuối cùng, chú dần nhớ, Đồng Xoài rất thân quen. Cái từ ấy quá ấn tượng, in đậm vào ký ức chú, như rễ cây bám chặt vào lòng đất. Quá khứ như cuộn phim quay ngược. Đồng Xoài mùa xuân Mậu Thân, mình được sinh mới hơn tháng, phải cùng gia đình chạy giặc. Mẹ kể lại rằng hai mẹ con may mắn thoát chết khi mẹ bế mình không kịp chạy vào nhà thờ ẩn nấp cùng mọi người, mà chỉ kịp xuống giao thông hào kế bên. Sau tiếng bom nổ, một quả bom rơi ngay cạnh nhà thờ. Nhà thờ sập, mọi người đã bị chôn vùi. Mình lớn lên gắn bó với mảnh đất Đồng Xoài, với biết bao kỷ niệm ấu thơ. Nhớ lắm con suối Đồng Tiền, mùa mưa nước trong xanh và dâng cao. Mỗi lần đi tắt qua suối đến lớp học ở trường Đôn Luân, bọn con trai phải cởi quần dài bỏ vào cặp bơi qua. Bọn con gái không dám qua, chỉ chờ khi mùa nắng nước suối cạn bớt. Rồi nhớ nữa là bọn con trai hay leo hái trái cây xoài to, cao ơi là cao ở gần ngã tư. Trái ngon nhưng chua khủng khiếp, vậy mà bỏ vào cặp lên lớp ăn. Bọn con gái đứa nào cũng chảy nước miếng xin cho bằng được. Nhớ sao cho hết được nhỉ. Gia đình mình trải qua nhiều trận, Mậu Thân năm 68, rồi mùa hè đỏ lửa năm 72, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 75, với biết bao thăng trầm khói lửa chiến tranh. Ai bỏ làng, ai di cư mặc ai, chứ ba má mình mặc dù đông con nhưng nhất định bám đất, bám làng không đi. Sống chết với mảnh đất Đồng Xoài khói lửa này, hơn 10 năm qua, sống trên đất bạn bởi không nhớ mình là ai, gia đình thế nào, quê ở đâu. Giờ thì không thể rồi, mình phải trở về Đồng Xoài gặp lại người thân và làm sao bù đắp cho gia đình. Điều quan trọng hơn, mình phải làm gì đó góp phần xây dựng quê hương Đồng Xoài thân yêu. Đất đai rộng mênh mông, bây giờ chỉ hơn 80 mét vuông, vừa sân vừa nhà, không có cửa hậu, không trồng được một cái cây nào để lấy bóng mát. Ước gì trồng được cây khế nhỉ, chú út chợt nghĩ rồi cười thầm. Chú đành lợp hết mái tôn để che khoảng sân. Vậy là cũng đủ. Chú hài lòng với ngôi nhà bé nhỏ của mình. So ra bây giờ, chú vẫn còn hơn anh trai. Mấy ngàn mét vuông đất và cái biệt thự lớn nhất khu phố này phải bán đi trả nợ cho thằng con trời đánh đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Biết bao nhiêu công lao mồ hôi, nước mắt của ông, cha khai thác gầy dựng để lại chỉ trong phút chốc đã tan thành mây khói. Chiều nay, cả khu phố lại sầm xì náo nức. Chao ôi, chú út, em ông Hà, fan này trúng số. Nhà chú út đã có cửa hậu rồi. Không, không phải cửa hậu mà chính xác là cửa tiền. Bởi vì bức tường sau nhà chú út đập ra để giải phóng thành mặt tiền, do con đường bàn cờ được mở chạy ngay sau lưng nhà chú út. Góc đất chót vườn 8 mét ngang bây giờ bỗng thành 8 mét mặt tiền thì không gọi là trúng số sao, mà đất khu này cả tỷ trên mét chứ chả bở. Nghe mọi người trong khu phố nói rằng,
chú út sẽ ngăn đôi ngôi nhà mình thành hai căn, mỗi căn ngang 4 mét, chiều dài tính cả sân 12 mét. Chú út dành cho vợ chồng ông Hà ở một căn, vợ chồng chú một căn. Với chú út như vậy là quá đủ. Rồi đây, chú mở một quầy nước nho nhỏ trước nhà để vợ chú bán, còn chú tham gia công tác bên hội cựu chiến binh của phường. Không biết vợ chồng ông Hà nghĩ sao? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn nữa nhé. Xin kính chúc quý vị các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.